Em có cái xe Honda Cup cổ xưa, xe này còn zin cũng nhiều lắm, cái máy nó còn zin. Em thấy đẹp, em quay lên cho các bạn xem chơi. Để em quay cái máy kỹ kỹ xíu cho anh kèm coi cho vui. Máy nó còn đầy đủ, còn tua e đồ, xăng còn zin đồ, máy khô gan. Đồng hồ công tơ The Mét cũng còn chạy luôn. Cái máy này còn xài dít ba ke luôn. Em thấy đẹp, em quay em đăng lên cho các bạn xem chơi. Có ai mà thích xe cổ thì em bán. Nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh, em ở Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, ở Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Xe này biển số thành phố Hồ Chí Minh, có giấy tờ đồ biển số cổ luôn. Biển số cổ nó gãy, em cố tình em để gì cho nó cổ xưa nè. Biển số 3 số cổ xưa. Xe có đèn rồi đầy đủ. Xe này chạy cực kỳ ít hao xăng, bởi vì cái bình xăng con của nó với lại cái máy nó còn 49cc, chạy ít hao xăng. Cái bình xăng con này là bình xăng con của Nhật, bình xăng con của Nhật Jin á. Khô gan là nó không có xì nhớt gì. Sườn thì nó còn cứng lắm, nói chung là xe nào mà anh thấy ngon lắm đó, đẹp đó, chuẩn. Dĩ nhiên đồ cổ mà nó không có chuẩn 100%, nhưng mà cái xe nào anh thấy còn tương đối ngon lắm đó, em mới quay đẹp quay. Tuy nhiên cũng có mấy cái xe mà nó tan tầm thì em quay nó là xe cổ, xe cổ trưng bày. Em thích đam mê, thích xe cổ. Đó, anh em các bạn xem có ai thích thì em bán. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để em quay cái máy lại lần nữa, nó dính cái bẩn, nó bị tối cái máy, thấy quay kỹ cái máy lần nữa cho. Xe này là 89 hay 78 gì đó. Em thích xe cổ thôi chứ em không gành cái đời nữa. Chưa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you. Bye bye.